Trong lần đụng độ với nông dân tại thành phố Viacha, Bolivia, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để trấn áp những người biểu tình đang bất bình vì con đường nối Viacha và các thành phố khác bị trì hoãn quá lâu. Ít nhất 5 người bị thương trong vụ đụng độ, trong đó có một sĩ quan cảnh sát. Khoảng 500 xe tải đã bị mắc kẹt trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Cảnh sát chống bạo động đã được gọi đến khi những người biểu tình bắt đầu ném đá vào các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc. Tổng thống Evo Morales đã hứng chịu những lời chỉ trích từ những người biểu tình. Trong khi dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề chính trị ở phía đông, thì Tổng thống không hề để tâm tới nhiều dự án ở khu vực này, vốn là quê hương của ông ấy. Điều này chứng tỏ sự cẩu thả và bất lực của chính quyền chúng tôi. Truyền thông địa phương cho biết, giới chức thành phố đã đến đàm phán với người dân, nhưng cuộc đối thoại vẫn chìm trong bế tắc. Cảnh sát không đứng về phía người dân, hãy nhìn xem những gì mà họ đã làm. Giờ đây chúng tôi không còn muốn đối thoại nữa. Viacha là thành phố nằm cách thành phố La Paz 15 km về phía tây. Lãnh đạo địa phương cho biết, cho đến nay, người dân trong vùng đã chờ đợi hơn 5 năm, nhưng con đường vẫn chưa hoàn thành.